Kính chào quý vị và các bạn. Những ngày tới, mưa ở trung bộ giảm dần, nắng xuất hiện nhiều hơn trong ngày, trong khi đó Tây Nguyên ngày nắng chiều tối có mưa rông. Còn trong ngày mai, dự báo ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, các nơi khác ở trung bộ trời giảm mưa, có nắng trong ngày, nhiệt độ cao nhất toàn miền 30 đến 34 độ. Hội An 7 ngày tới trời sẽ chủ đạo là nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 đến 31 độ. Mưa rông chỉ xuất hiện một vài ngày về chiều tối, lượng nhỏ và rất nhanh. Nhìn chung thời tiết lý tưởng để quý vị tham quan du lịch. Một trong những địa điểm thu hút khách du lịch đó là Chùa Cầu. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cho lối kiến trúc truyền thống phương Đông với những cây cột bằng gỗ được chạm trổ kỳ công tỉ mỉ. Trong khi đó ở Nha Trang, hầu như ngày nào cũng có mưa rông về chiều tối. Nhìn vào biến trình này, chỉ có ngày thứ 6 của tuần này cũng như ngày thứ tư của tuần sau là trời hoàn toàn tạnh giáo. Sáng đến trưa các ngày thì đều có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 31 đến 34 độ, thuận lợi cho quý vị tắm biển, lặn ngắm san hô và tham gia các hoạt động thể thao trên cát. Các điểm đến ở Tây Nguyên, thời tiết nhìn chung cũng dễ chịu, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Con Tum, Pleiku, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt 22 đến 29 độ. Chiều tối một vài nơi sẽ có mưa rông, dù lượng không lớn nhưng mà quý vị cần cảnh giác với gió giật mạnh và sông xét khi chúng ta đi ở ngoài trời. Đến Bảo Lộc, Lâm Đồng, quý vị cũng sẽ bắt gặp những cơn mưa rông về chiều tối. Chỉ có ngày thứ 7 của tuần này, cũng như ngày thứ 2 của tuần sau là trời hoàn toàn nắng giáo. Nhiệt độ ở mức mát mẻ và dễ chịu 26 đến khoảng 28 độ. Đến đây thì quý vị nên ghé thăm tu viện Bát Nhã, tọa lạc trên một ngọn đồi cao, mang kiến trúc Á Đông độc đáo với mái ngói hai tầng cong vút cổ kính, kết hợp với không gian thiên nhiên làm cho công trình càng nổi bật giữa những rừng trẻ bạt ngàn, tạo nên cảnh quan đẹp và thơ mộng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa liên tục về chiều tối trong cả 7 ngày tới. Các ngày thứ 6 tuần này và thứ 3 của tuần sau thì cần chú ý rông xét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn mưa. Trước đó trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 33 đến 34 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, quý vị lưu ý thứ 6 thì vẫn xuất hiện mưa rông bất chợt trong ngày từ thứ bảy trở đi thì mưa sẽ lùi dần về chiều tối, trong ngày tạnh giáo có nắng, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ. Thứ hai và thứ năm trời hoàn toàn tạnh giáo, thuận lợi cho du khách tham quan Hoàng Thành Thăng Long từ sáng đến tối. Khám phá Hoàng Thành, du khách sẽ được trải nghiệm không gian, các hoạt động cung đình xưa và chiêm ngưỡng những cổ vật nghìn năm tuổi, rất là ấn tượng. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết trong một số thành phố du lịch khác trên cả nước.